Tập 15. Hạ Bái Lộ, cô giỏi thật đấy. Chồng mình chạy bớt thì đi cướp chồng người khác, vô liêm sĩ thế à? Thôi Giao, con đừng lo. Cô nói cho con nghe, con trai cô tuyệt đối không ở bên loại phụ nữ này đâu. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đến là để báo cho cô biết, tránh xa nhà họ Khúc chúng tôi ra, càng xa càng tốt. Con trai quan của nhà chúng tôi kể từ khi quen biết cô giống như biến thành người khác vậy. Một gia đình đang yên đang lành, cô lại dám chia cắt. Cô không tích đức à? Cô à, có gì về nhà nói. Cô là ai thế? Đến tận đây làm loạn cái gì? Cậu là ai? Đi thôi. Vừa dụ dỗ con trai tôi, vừa dụ dỗ người khác nữa cơ à? Cô hiểu lầm rồi. Đừng nói dớ dẫn, đừng ý mình già nó muốn nói gì nói. Cậu là ai? Hỏi đi thì biết tôi là ai. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Tên mặt trắng ẻo lả kia là con trai cô đúng không? Đúng, mặt con trai tôi trắng hơn cậu, đẹp hơn cậu. Tôi nói cho cô biết, đừng có hòng qua mặt tôi, đừng có dở thói gan ngược. Gan ngược thì sao? Cậu giỏi thì đánh tôi đi, đừng có gan ngược với tôi. Làm gì đấy? Đừng cãi nhau nữa mà. Khúc Hòa, tôi làm gì mà anh đánh tôi? Đừng đánh nữa. Anh muốn đánh thì đánh tôi đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Bạch Lộ? Chính là chuyện của anh đấy. Em còn đến đây làm gì? Anh đã nói chúng ta không thể nào. Em còn làm loạn nữa, chỉ càng khó xử mà thôi. Được, vậy em sẽ thanh toàn cho hai người. Gặp lại ở cục dân chính. Thôi Giao, mau đuổi theo cô bé đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Hồng Trung. Hồng Trung, anh. Hồng Trung, anh làm gì thế? Anh ta muốn trèo cành cao thì bạc cô ta. Hồng Trung, đừng tưởng em không nhìn ra. Anh đã thích Hạ Bạch Lộ nó mất rồi. Nhưng người ta không thích anh, người ta thích tên mặt trắng ẻo lả kia. Anh hết hy vọng rồi. Cút đi cho tôi. Anh gắt gỏng với em cái gì? Anh quên cô ta đi. Vậy thôi, đừng động đậy. Đau, bắt buộc phải khử trùng. Có hơi đau đấy. Được rồi. Đã mấy giờ rồi, sao mẹ anh còn chưa về? Một người trưởng thành có thể có chuyện gì? Anh gọi điện cho bà đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bây giờ bà ấy đang tức giận, gọi điện lúc này khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng em đừng lo, em lo cho mình trước đi. E rằng lúc này em đã trở thành câu chuyện chính trong bữa nhậu rồi. Kệ họ đi, thích nói gì thì nói. Dù sao em cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng cảm ơn em đã giúp anh vượt qua ải này. Em đã không muốn nhắc đến rồi. Anh cũng không nói trước với em một tiếng. Thôi đi, không sao. Nhưng trước đây em cũng không hiểu lắm tình trạng vợ anh. Nhưng mà hôm nay gặp cô ấy rồi, em có thể hiểu được cảm xúc của anh. Nhưng em cũng không biết em làm như vậy có đúng hay không. Em làm vậy vô cùng đúng. Thật ra là em đã giúp bọn anh. Anh và Thôi Giao thật sự không hợp nhau. Anh tin cô ấy có thể tìm thấy người thích hợp hơn anh. Anh biết như vậy sẽ khiến em thấy ấm ức. Đúng rồi. Hôm nay người đánh anh, nếu cần thiết anh có thể giải thích với anh ấy. Không cần giải thích. Anh ấy cũng đâu có quan hệ gì với em. Vậy ít nhất em cũng phải để cho anh làm gì đó chứ. Nếu không anh sẽ thấy em đã nói không cần mà. Chuyện của em có thể tự giải quyết. Anh cứ lo cho mình trước đi. Trễ quá rồi, em về trước đây. Lỡ mẹ anh nhìn thấy em ở đây, bà ấy nhất định sẽ không vui đâu. Anh tiễn em. Không cần đâu. Đi thôi. Nghe lời em đi. Gọi điện thoại cho mẹ anh đi. Anh biết rồi, đi đường cẩn thận. Về nhà gửi tin nhắn cho anh. Hạ Bạch Lộ, anh làm gì vậy? Tôi xin lỗi cô. Anh uống say mềm thế này làm gì? Bao ngồi xuống, cẩn thận đó. Dạo này em hận anh lắm đúng không? Hạ Bạch Lộ, em hận anh khiến em không tìm được chồng, lại còn mất đứa con đúng chứ? Được rồi, đã lúc nào rồi anh còn nói mấy thứ này? Tôi đã nói với anh rồi, đã qua cả. Không hận anh, đừng phủ nhận, không thể nào. Nếu không em không thể ở bên tên mặt trắng ẻo lả kia. Người ta có vợ rồi, em đừng dạy dột thế được không? Hồng Trung, chuyện của tôi không cần anh lo, anh phải lo. Anh không thích em trở thành loại phụ nữ đó, em biết không? Loại phụ nữ nào? Tôi là loại phụ nữ nào? Em là người phụ nữ tốt, phải tìm người đàn ông tốt. Người ta đã là người có vợ rồi, em không được tìm đến anh ta nữa, biết chưa? Em không tìm chồng mình, không tìm con mình nữa à? Anh sai rồi, tôi đưa anh về. Em thích anh không? Anh biết rồi, lúc đầu anh vô cùng ghét em. Hễ gặp em là anh lại đụng phải đủ thứ chuyện. Anh thấy em đúng là sao chổi. Anh muốn em tránh càng xa càng tốt, biến càng xa càng tốt. Bắt đầu từ bao giờ anh lại có thiện cảm với em? Chính là ở nơi giặt đồ. Nhiều người như vậy, một cô gái gầy yếu như em, xong chỗ này đạp chỗ kia. Em liều mạng để lấy được đồ của chúng ta về. Đó gọi là có trách nhiệm. Anh thích. Đó là tính tốt đấy. Được rồi, anh ngồi cho vững vào. Cả bây giờ, anh thấy em vô cùng giống mẹ anh. Thật đó. Mẹ anh khi còn tầm tuổi em đã bị ba anh bỏ rơi, sinh ra anh và Hồng Biểu. Một mình bà nuôi bọn anh lớn. Bọn anh gây ra một đống chuyện, nhưng bà không đánh bọn anh. Bà chỉ ngồi trong khóc. Mỗi lần đều ngồi trong phòng khóc. Khi đó anh đã nghĩ, Hồng Trung anh mà có vợ thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Người phụ nữ của anh muốn gì, anh đều cho cô ấy. Anh nhất định sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Thật đó Hạ Bạch Lộ, tin anh đi. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Thật đấy. Thật sự sẽ làm mà. Em tin anh đi. Hồng Trung, Hồng Trung, anh dậy đi. Anh không uống được thì đừng có uống nhiều như vậy. Đợi một lát. Đừng động đậy mà. Sao chị lại ở đây? Cô về khi nào vậy? Chị muốn làm gì? Anh cô uống say nên tôi đưa về. Tôi không buồn. Tôi biết anh tôi uống say. Chị muốn lợi dụng gì anh ấy à? Chị lợi dụng anh ta sao? Nói chị nghe, chị đừng có nghĩ nữa. Đã có người ứng vị trí chị dâu rồi. Nói hai người không phải anh em ruột cũng chẳng ai tin. Lúc nào cũng tưởng mình là tốt lắm. Cô chăm sóc anh mình đi, tôi đi trước đây. Uống nhiều rượu sẽ khát nước. Nhớ cho anh ta uống nước. Về rồi à? Sao chị còn chưa ngủ? Đợi em đó. Đợi em sao? Có chuyện gì? Theo lý chuyện riêng của em chị không nên hỏi nhiều. Nhưng mẹ thầy Khúc đã gọi điện cho chị rồi. Vậy chị đã biết cả rồi sao? Chị không có trách em. Nhưng mà chuyện này chị An lại la chị một trận. Cứ nói chính vì thầy Khúc dạy học cho Gia Bảo nên hai đứa mới ở bên nhau. Em nói xem chị có bị oan uổng không? Xin lỗi chị, em thật sự không ngờ chuyện này cũng liên lụy đến cả chị. Em nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích với chị ấy. Chuyện này không liên quan đến Gia Bảo. Xin lỗi chị, không phải chị sợ cô ấy nói mình, chỉ là trong lòng có cảm giác. Em hiểu. Đều là lỗi của em. Tiểu Hạ, em và thầy Khúc thật sự hẹn hò rồi sao? Chị Đỗ, em hôm nay mệt quá. Hôm khác em kể chuyện nghe. Được, vậy em bao đi ngủ đi. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Phim được thuyết minh bởi iRama TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mới sáng sớm em làm gì thế? Về khi nào vậy? Tối qua. Anh về đây thế nào vậy? Anh thật sự mất trí nhớ rồi. Không nhớ gì hết. Anh nhớ hình như là anh đến tìm Hạ Bạch Lộ. Nói anh nghe, nếu không phải tối qua tự dưng em về thăm anh, thì có khi anh sớm bị người phụ nữ kia lợi dụng rồi. Nói dớ dẫn gì thế? Người phụ nữ nào? Thì Hạ Bạch Lộ đó. Tối qua em về, thấy anh nằm chết dí trên sofa. Nếu không phải giờ em đuổi cô ta đi, thì anh đã có lỗi với chị Nhất Bái rồi. Đuổi Bạch Lộ đi. Ai bảo em đuổi? Đương nhiên phải đuổi rồi. Lỡ hai người xảy ra chuyện gì, chị ta bắt anh phải chịu trách nhiệm thì sao? Dớ dẫn. Lúc cần thì không về, lúc không cần thì... Em gây rắc rối rồi em biết không? Này, em đang giúp anh đó, nên cảm ơn em mới phải. Anh cảm ơn em. Gì thế? Anh yêu người ta thật rồi sao? Em biết ngay mà. Cái gì mà thấy việc bất bình rút dao tương trợ? Khinh, rõ là thích Hạ Bạch Lộ rồi. Anh thấy cô ấy thì sao không được à? Không được. Chị Nhất Bái phải làm sao? Anh nói em nghe lần cuối. Anh và Tôn Nhất Bái là bạn từ nhỏ, là bạn tốt. Em đừng có gán ép chớ dẫn. Làm gì thế? Giận thật à? Anh nói được thì được thôi. Anh thích người ta nhưng người ta không thích anh. Cái gì? Anh thích cô ta mà cô ta không thích anh. Sao mà không thích anh hả? Trẻ con thì hiểu cái gì? Anh, cái khác em không dám nói, nhưng về tình cảm em có thể làm tổ tông của anh rồi đấy. Em... Anh quên rồi sao? Nhóc con và kế bên từ nhỏ đã thích em. Toàn trình ở cổng ngắm trộm thôi. Em là chuyên gia về tình yêu đó. Anh nói xem, sao Bạch Lộ lại không thích anh? Chính là gì? Thì đó. Nam chính. Cái gì? Cô ta cắm sừng à? Không thể nói vậy. Anh và cô ấy chẳng có gì. Hiện giờ đang rất hòa hợp với anh ta. Chắc là bên nhau rồi. Thế có là gì? Tình yêu vĩ đại chính là nằm ở đây. Ở bên nhau tính là gì? Cướp cô ấy lại không phải xong sao? Em đã 18 tuổi rồi. Anh không được đánh em nữa. Đưa em đến chừng này. Cuối cùng cũng nói được lời có ích. Anh không tin mình không giải quyết được tên ẻo lả kia. Cuối cùng cũng như anh mong muốn rồi. Đây có lẽ chính là kết thúc tốt đẹp nhất của chúng ta. Là đối với anh thôi. Khúc Hòa, em thật sự chưa từng nghĩ đến hôn nhân của chúng ta sẽ dùng cách này để kết thúc. Anh thật sự khiến em quá thất vọng. Mấy ngày nữa em về Mỹ. Không có anh, em cũng chỉ còn lại sự nghiệp. Nhưng anh, để tình cảm vợ chồng 3 năm qua, em nhắc nhở anh một câu. Lần này ba em nhất định sẽ vô cùng tức giận. Dù thế nào, chúc em đi đường bình an. Mẹ đang làm gì thế? Ly hôn rồi sao? Giờ làm xong thủ tục. Được. Tốt lắm. Mẹ nuôi được đứa con trai tốt rồi. Mẹ, bỏ ra. Chuyện đã vậy rồi, cho qua đi. Thế nào là cho qua? Sao cho qua được? Con quá hồ đồ rồi Khúc Hòa. Con vì một người phụ nữ mà đạp đổ cái gia đình này. Sau này gặp mọi người, mẹ giải thích với họ thế nào? Đây là chuyện của con, sao phải giải thích với người khác? Con không còn nhà từ lâu rồi, lấy đâu ra chuyện nhà? Khúc Hòa, mẹ nói con biết, lần này mẹ đi, không bao giờ mẹ quay lại nữa. Coi như chưa từng có đứa con trai này, biết chưa? Mẹ đừng loạn nữa, mẹ làm gì vậy? Bỏ mẹ ra. Nếu mẹ không vui thì mẹ có thể đánh con, chửi con. Nhưng mà con xin mẹ không thể về quê như vậy được đâu. Mẹ bắn con có tác dụng gì không? Đánh con thì được gì? Đánh con rồi thôi ra có về phục hôn với con không? Mẹ đánh con, ba con bé có thể tha thứ cho con không? Đánh con, mẹ, con có thể tìm được công việc về không? Con như mẹ cầu xin con đi giận lỗi với Thôi Giao đi. Giống là lỗi của con mà. Chỉ cần con nhịn một chút, giận lỗi với Thôi Giao. Ly hôn rồi hai đứa vẫn có thể phục hôn mà. Mẹ, sao mẹ cứ nhất định ép con và Thôi Giao ở bên nhau? Lẽ nào mẹ nghĩ con không có cô ấy, không có nhà cô ấy thì con nhất định sẽ không làm được việc gì hay sao? Tại sao con lại thấy Hạ Bạch Lộ tốt hơn Thôi Giao hả? Vì Bạch Lộ có con chứ con. Được chưa? Gì? Đừng đứng đây động đậy nữa. Đừng bà, đồ đạc lắm, chị cẩn thận. Đứng im, đồ đạc như vậy sao mà cô làm được? Nói thẳng đi, định làm thế nào? Thế nào chuyện gì ạ? À? Có định kết hôn với Khúc Hòa không? Kết hôn? Cô có biểu cảm gì thế? Không định kết hôn với Khúc Hòa. Không định kết hôn với nó thì còn dính lấy nó làm gì? Lại còn có cả... Sao người có thai không phải là Thôi Gia của chúng tôi chứ? Có thai? Tôi hỏi cô và chồng mình đã ly hôn chưa? Làm thủ tục chưa? Lớn từng này rồi, cô có biết tội trùng hôn không? Cháu và Khúc Hòa còn chưa bàn đến chuyện kết hôn. Khi nào bàn? Sinh con xong mới bàn à? Con, tôi biết. Cô chỉ ở bên Khúc Hòa mà có con với nó. Nếu không Khúc Hòa và tôi lại đi dứt bỏ Thôi Giao mà chọn cô chứ. Là Khúc Hòa nói cháu có con với anh ấy sao? Đúng. Khúc Hòa đã nói với tôi rồi, cô không cần giấu. Dì à, cháu không biết Khúc Hòa nói thế nào với dì, nhưng mà cháu có thể khẳng định với dì rằng cháu... Hạ Bạch Lộ, Mẹ, sao mẹ đến đây? Khúc Hòa, anh nói với chị em có con của anh à? Anh biết. Em biết em không muốn mẹ anh biết nhanh như vậy. Mẹ cũng thật là. Con đã bảo đừng đến tìm Hạ Bạch Lộ nữa. Chuyện tụi con tự tụi con biết mà. Sao mẹ nói mà không giữ lời thế? Mẹ chỉ đến hỏi thăm thôi. Mẹ hỏi con là được rồi. Con không có nói thật cho mẹ đâu. Đây là nơi làm việc của người ta, đừng làm loạn nữa. Đi thôi, mẹ đâu có làm loạn. Đi về với con, mẹ không có làm loạn. Lát nữa anh tìm em sao? Làm gì thế? Con có biết con bé đó còn chưa ly hôn hay không? Biết ngay con chưa nghĩ đến chuyện này mà. Đồ ngốc. Bây giờ thì thế nào? Chồng cô ta biến đi mất dạng. Không ly hôn thì sao mà kết hôn được? Chuyện này mẹ không cần lo. Sao mà không lo được hả? Con bé đó đang mang thai cháu của mẹ. Đứa bé này cần nhà họ Khúc thì mẹ phải lo. Nếu không con tưởng mẹ muốn nhìn mặt cô ta sao? Mẹ, con biết mẹ vẫn luôn muốn ôm cháu. Nhưng mà chuyện này mẹ để bọn con tự giải quyết đi. Để con giải quyết. Để con giải quyết chả có chuyện gì xong được. Nói cho con biết, con mau kết hôn cho mẹ. Mẹ không hiểu đấy. Sao cứ nhắc đến kết hôn hai đứa đều có biểu cảm này? Ý gì đây? Con cũng chưa từng nghĩ kết hôn với nó à? Hai đứa không kết hôn thì muốn làm gì thế? Chơi qua đường sao? Khúc Hòa, con vì một cô gái chơi qua đường mà dứt bỏ thời gian của chúng ta. Không phải, con không có ý đó. Ý con là... Chẳng phải mẹ không thích Hạ Bạch Lộ sao? Mẹ không thích cô ta. Mẹ không thích Hạ Bạch Lộ không có nghĩa cháu mẹ không được vào nhà. Dù sao bây giờ thôi giao cũng không thể quay về nữa. Nhưng con vẫn phải sống tiếp tục. Chuyện này không gấp. Còn không gấp à? Khi nào thì gấp? Đầy bụng to không đi được mới gấp à? Hai đứa nghĩ gì không biết. Giờ đủ mất mặt lắm rồi. Lại còn không chịu kết hôn. Mẹ cũng tự thấy rồi. Sau này mẹ không ra ngoài nữa. Không có mặt mũi gặp ai. Đâu có nghiêm trọng như vậy. Mẹ nói là có. Mau nói cho Hạ Bạch Lộ, con bảo cô ta mau chóng, dù là phải dùng cách gì cũng phải tìm ra người chồng kia. Nhanh nhanh ly hôn, nhanh nhanh kết hôn với con. Bao giờ ở với mẹ để mẹ chăm sóc cho. Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể mất đứa bé ngay. Không muốn đi à? Không đi thì mẹ đi. Được rồi, con đi. Con sẽ bàn bạc với Hạ Bạch Lộ. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang đi tìm nhà mà. Đợi mọi chuyện xong xuôi hãy tính tiếp. Trời ơi. Nói đến nhà, mẹ lại thấy bức bối. Căn nhà này tuy khoản đầu tư là do ba mẹ của Thôi Giao trả, nhưng tiền nhà 3 năm đều là do con trả mà. Chuyện này đã tính rõ ràng với Thôi Giao chưa? Được rồi mẹ à. Mẹ không còn chuyện gì làm thì tìm một nơi mà đi dạo đi. Nhưng mà tuyệt đối không được tìm đến Hạ Bạch Lộ. Lỡ cô ta chịu đả kích gì thì cháu mẹ có giữ được hay không thì không biết đâu. Con đi đâu vậy? Không phải mẹ bảo con đi tìm Hạ Bạch Lộ bàn bạc sao? Đi đi, đi bao. Con đừng để nó chịu đả kích đấy. Lỡ làm mất cháu của mẹ luôn. Đừng giật nữa. Chất lượng quần áo này đã chẳng ra sao. Em mà còn làm hỏng thì sao bán được? Nói chuyện với em đấy. Chó mang không cản đường. Giận thật à? Được rồi, đi. Đi ăn cơm nào. Anh định tội với em. Em không ăn cơm với anh. Em sợ em tức quá, đầu độc anh chết luôn. Tôi nhất bái. Có cần võ mộng thế không? Tại anh nóng giận quá nên là em mấy câu thôi mà. Bình thường em mắng anh còn không ít sao? Anh đã tính toán với em bao giờ chưa? Hôm nay anh tìm em tính sổ à? Ai dám tính sổ với chị Bái? Chúng ta là ai với ai chứ? Anh đã nói rồi, hôm nay anh đến để đền tội. Anh biết sai thật chứ? Chỉ ăn bữa cơm sao mà được? Vậy muốn thế nào? Em muốn thế nào cũng được à? Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Thôi vậy, để em hỏi anh trước. Sao lại bảo với mẹ anh là em có thai với anh? Anh nói rồi, em đừng giận. Anh nói đi. Lúc đó anh chỉ có suy nghĩ là muốn mẹ anh hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ. Anh và Thôi Giao sẽ phục hôn. Nhưng hôm đó ở nhà, hai mẹ con anh vì chuyện này mà cãi nhau. Nói qua nói lại, một phút nóng đầu anh đã bịa ra chuyện này. Em cũng biết mẹ anh cũng chỉ muốn có cháu. Vậy nên anh nói với chị em có thai. Vậy thì anh cũng nên nói với em trước một tiếng. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Anh có biết mẹ anh đã nói gì với em? Hy vọng chúng ta bao chóng kết hôn không? Anh muốn nói dối hoài sao? Hay là anh nói thật với mẹ anh đi. Dù sao anh đã ly hôn với Thôi Giao này. Trước đây anh đã từng nói với em, chỉ cần anh ly hôn với Thôi Giao xong thì coi như em giúp anh xong rồi. Em đừng gấp gáp được không? Anh biết chuyện này là anh không đúng, không bàn bạc trước với em. Nhưng anh đã lỡ nói mất rồi. Giả lại anh vừa mới ly hôn với Thôi Giao. Nếu vào lúc này để mẹ anh biết chúng ta đang lừa bà ấy, có khi bắt anh đến Mỹ tìm Thôi Giao đấy. Vậy anh muốn lừa gì đến khi nào? Đứa bé không đợi người đâu. Sau 10 tháng đứa bé lớn rồi, phải sinh ra chứ. Mẹ anh đợi đứa bé thì em phải làm sao? Chuyện này em yên tâm đi. Bây giờ anh đã khiến bà ấy yên tâm hơn rồi. Trong khoảng thời gian tới, bà ấy sẽ không gây phiền phức cho em nữa. Đợi khoảng 1-2 tháng nữa, đợi chuyện của anh và Thôi Giao phai nhạt dần, anh sẽ nói thật với bà ấy. Anh thấy như vậy ổn không? Hãy tin anh một lần đi. Một lần thôi, được chứ? Em hãy làm người tốt đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên chứ. Không chịu nổi anh luôn. Hồng Trung, anh đúng là có mắt nhìn. Anh nhìn màu trắng này xem, đẹp hơn màu đỏ nhiều. Mở cửa hàng ở chợ đêm, rồi mở cửa hàng ở chợ quần áo. Còn bắt anh mua điện thoại cho em. Chưa kiếm đủ tiền hả? Không thấy mất mặt sao? Anh nói chuyện kiểu gì đấy? Anh mua cho Hạ Bạch Lộ thì được, mà không mua cho em được sao? Thời gian em quen anh, lẽ nào còn ít hơn Bạch Lộ? Hồng Trung, từ hôm nay Hạ Bạch Lộ có gì, em phải có cái tốt hơn cô ta. Có gan thì anh mua nhà mua xe cho cô ấy đi. Vậy thì em sẽ đòi du thuyền biệt thự. Không sao, em biết anh không thiếu tiền mà. Điên hả? Anh mới điên đó. Đã là người có bạn trai rồi, giả lại còn là một nghệ thuật gia. Em thích gây chuyện đúng không? Hôm nay đã mua điện thoại cho em rồi, cho qua chuyện đó đi. Đừng có động tí là gây phiền phức cho anh. Có đến mức đó không hả? Hồng Trung, đợi em với. Em làm gì thế? Đi. Muốn ăn gì thì ăn đó. Đi thôi em. Uống, chỉ biết uống. Uống đi rồi hỏng cả đảo. Sao vậy? Ông còn giả vờ sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Chị Đỗ, mất việc mất nhà, cả nhà chúng ta phải làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Có gì từ từ nói. Đào, ngồi đi. Ngồi xuống. Và làm sao thế? Tiểu Hạ mất chỗ ở rồi. Em nói anh ấy đi làm kế toán mà phải bù cả cái nhà này. Người ta đổ quan cho anh ấy và anh ấy cũng giận. Em nói xem anh ấy có ngốc không? Chị Đỗ à, được rồi, đừng đánh nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Một mình chị chăm con đã khổ lắm rồi. Cứ tưởng con lên đại học rồi chị có thể sống thoải mái hơn. Ai ngờ được anh ấy lại làm chuyện như thế. Anh rể cũng đâu cố ý. Được rồi, chị bớt giận đi. Trần Hữu Ích, anh thích chịu trách nhiệm đúng không? Thế thì chịu trách nhiệm đi. Sau này anh lo cho gia bảo, tôi không lo gì nữa hết. Tôi không quan tâm. Tôi đi chết là được chứ gì. Chị Đỗ đừng làm loạn nữa. Đừng bày trò nữa. Tôi làm loạn cái gì? Tiểu Hạ còn đang ở đây đấy. Anh sợ con bé sao? Sợ người ta chê cười. Sớm biết có ngày hôm nay sao anh không thương lượng với tôi? Chị Đỗ, chẳng phải chị từng nói với em không có gì là không thể vượt qua. Ở Bắc Kinh chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có con đường sống. Sao tôi lại khổ như thế này? Tại sao hả? Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm công việc. Anh sẽ không để em chịu khổ đâu. Sao số tôi lại khổ như vậy? Tiểu Hạ, làm phiền em rồi. Mau đi khuyên chị Đỗ đi. Em mau mở cửa ra đi. Mở cửa. Cút đi. Khóa cửa làm gì? Mở cửa đi. Tâm trạng có vẻ không tốt. Cháu nghe thấy họ cãi nhau rồi à? Ba mẹ lớn tiếng như vậy, cháu không muốn nghe cũng không được. Làm bài tập xong chưa? Được rồi, cháu còn không vui à? Người lớn cãi nhau là chuyện thường mà. Có nhà nào mà người lớn không cãi nhau đâu. Cãi qua cãi lại, qua mấy ngày là không sao rồi. Họ cãi nhau như vậy chỉ vì tiền thôi mà. Cháu nói xem, tại sao họ lại cãi nhau vì tiền? Chính là hy vọng cháu có thể học hành thật tốt, học đàn, rồi học một trường đại học tốt. Cãi qua cãi lại cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu, đúng không? Vậy nên cháu nhất định phải học hành thật tốt, tập đàn thật giỏi, nghe không? Được rồi, chuyện có gì đâu. Đừng chơi máy tính nữa, mau làm bài tập đi. Đồ ngốc này, thế nhé. Làm bài tập. Xin lỗi, em không biết anh ngủ trên sofa. Mẹ gia bảo không cho anh vào. Xin lỗi em nhé. Xin lỗi. Anh đừng nói như vậy. Người nên xin lỗi là em. Em ở đây gây phiền phức không ít cho mọi người, khiến cho mọi người không thoải mái. Em xin lỗi mới phải. Không sao đâu. Mất hết cả mặt. Còn không vào phòng đi. Xin lỗi em nhé. Xin lỗi, hôm nay đã bán hết quà lễ rồi. Hôm khác anh quay lại rồi. Cảm ơn. Chị Bái, chị giỏi thật đấy. Mua được máy mới nhanh như vậy. Em nghe nói hiệu này bây giờ nổi tiếng lắm, đang đối khác doanh tiêu lắm. Chị nên đợi thêm qua khoảng thời gian này là rẻ rồi. Đương nhiên rồi. Tôi với Bái tôi mua đồ, chỉ quan tâm mình có thích hay không, đụng hàng với người ta hay không. Chứ còn chuyện giá cả tôi không quan tâm đâu. Giá lại điện thoại này cũng không phải tôi mua. Tôi biết ngay mà. Thứ chị Bái muốn, lão Lộ nhất định sẽ mua cho chị bằng bất cứ giá nào. Anh ta có muốn mua chưa chắc tôi đã nhận. Không phải đồ của ai tôi cũng nhận đâu. Vậy thì ai? Anh Trung đó hả? Em biết mà, anh Trung tốt với chị lắm. Đương nhiên. Tình cảm của chúng tôi là bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Thuê nhà. Tôi đang xem. Sao đắt vậy? Cô bảo nghệ thuật gia kia thuê cho mình đi. Bây giờ nghệ thuật gia nhiều tiền lắm. Liên quan gì đến anh ấy? Hai người không định sống chung à? Đương nhiên là không. Sống chung hay không cũng không liên quan đến tôi. Cô vui là được. Tiểu Hạ, cô qua đây một chút. Hôm qua có cơn bão số 4, cô biết không? Sao thế? Nhà tôi bị cơn bão số 4 cuốn bay đi rồi. Người già anh có sao không? May mà vợ con tôi không có ở nhà. Không có sao. Vậy thì may quá. Thật ra mỗi năm đều có bão, chúng tôi cũng đã quen rồi. Nhưng năm nay bão lại quét thẳng vào viện tôi, nên nhà tôi bị ảnh hưởng. Vậy phải làm sao? Tôi phải về nhà gấp. Bên đây cũng không có ai lo thay được, nên tôi định nghỉ luôn không làm nữa. Đây là tiền lương của cô. Ngày mai tôi sẽ đi ngay. Tiền thuê cửa hàng chốc nữa tôi sẽ đi giải quyết. Hàng mới trong kho, hôm nay sẽ có người nhận chuyển đi. Những hàng còn lại cô cố gắng bán nhanh đi. Tiền là của cô. Không cần đâu, bán hết rồi tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh. Anh cho tôi số tài khoản đi. Đừng nói vậy, chúng ta làm việc với nhau đã lâu. Cô giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Đây coi như chút tấm lòng của tôi. Anh bị điên à? Đến mức đó không? Đùa thôi bà. Sao vậy? Cãi như cái tên kia à? Tôi đã bảo rồi, tên ẻo lả đó không đáng tin chút nào. Đàn ông Bắc Kinh đáng tin hơn biết bao. Dựa vào người khác chỉ bằng dựa vào bản thân mình. Không đúng. Giám đốc Hồng không muốn làm nữa thật sao? Mấy năm nay tôi kinh doanh thế nào anh cũng biết. Vợ ương chẳng ra sao cả. Một năm cũng không gặp được vợ con mấy lần. Nhân cơ hội này về quê luôn. Cũng đúng. Trong nhà thế nào rồi? Còn chưa biết nữa. Tôi phải về mới biết. Giám đốc Hồng, hợp đồng của chúng ta mấy hôm nữa là hết hạn rồi. Tiền thuê nhà tôi sẽ gửi anh. Chuyện vi phạm hợp đồng. Giám đốc Hồng, được rồi, không còn hợp đồng nữa. Làm gì còn tiền vi phạm hợp đồng. Mau về nhà với vợ con đi. Cảm ơn giám đốc Hồng, cảm ơn anh. Lão Châu, dạy có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi. Dạ, cảm ơn anh. Lão Châu đóng cửa hàng. Vậy là Bạch Lộ thất nghiệp sao? Chẳng phải cô ấy không đến chợ quần áo nữa à? Xuất hiện tên ẻo lả kia khiến mình thấy phiền lắm rồi. Không thể hôm nào cũng đến nhà tìm cô ấy được. Đúng rồi Hồng Trung, giúp tôi hỏi xem nhà nào đang tuyển người bán hàng. Không cần kinh doanh quá tốt. Kinh doanh tốt bán hàng lại vất vả. Phải. Bao lên nhé, cần gấp. Lần đầu tiên tôi nghe tin như vậy. Bảo thôi mà có thể cuốn bay cả nhà. Vậy thì bão phải lớn đến mức nào? Ở nơi gian biển như Phúc Kiến, bão giống như tuyết ở phương Bắc. Lúc đi công tác anh từng gặp rồi. Người ở đâu trước đây chưa từng ở tầng 1 chính là sợ gió bão ngoài biển tràn vào. Nhắc đến chuyện dớ dẫn lại nói nhiều. Em cũng đang đuổi thật đó Tiểu Hạ. Dù gì em cũng phải kiếm công việc ổn định đi. Việc này cũng gặp vấn đề rồi. Tiệm giặt là rồi chợ buôn bán thế. Chuyện gì không biết. Em đúng là sao chổi mà. Đến đâu cũng đang đuổi. Có liên quan gì đến em? Đừng có nói như vậy. Bây giờ em đang nghĩ nên xử lý thế nào cái chỗ quần áo Lão Châu để lại. Bán theo quà lễ thì cũng không còn bao nhiêu hàng. Sợ cũng chẳng được mấy túi quà lễ. Nhưng nếu bán lẻ thì cửa hàng đó cũng không còn mấy ngày nữa là hết hạn thuê. Làm thế nào đây? Đừng có đảng lòng. Cùng lắm chị bày bán vỉa hè cùng em. Bán vỉa hè. Làm sao? Có gì mà không được. Cả phố đầy ra đấy. Có phải mình chúng ta đâu. Đây cậu, qua đây một chút. Anh, nhà người ta chuyển nhà. Sao cậu lại đổ xe trước nhà tôi? Còn chắn đường xe tôi nữa. Mau tránh ra đi. Xin lỗi anh, sắp chuyển xong rồi ạ. Anh thông cảm giùm em. Đừng có gian kẽ với tôi, cái gì mà thông cảm. Tôi không hiểu, tránh đường. Anh thông cảm cho em một chút thời gian sắp xong rồi. Đây, nói hẳn hoi không nghe hả? Tôi phải dạy dỗ anh một lần. Và đối diện chuyển nhà mà anh đổ xe ở chỗ chúng tôi là còn dứt đồ lung tung chắn cả đường. Người già trẻ nhỏ ra ngoài thì làm thế nào? Dắp ngã một cái thì anh chịu trách nhiệm hay là tôi? Chuyển nhà là công việc của anh đúng không? Tôi không có công việc chắc. Thời gian của anh là thời gian, còn tôi không phải hay sao? Mau tránh ra cho tôi. Dạ, chúng tôi sẽ tránh ngay. Làm đi. Dạ. Dạ được. Xuống đi. Đây anh. Sao tôi nghe thấy có tiếng người bắn mỏ thế? Sao vậy? Không có gì. Chặn cửa nhà họ, sao để anh chú ý nhé. Ca đối diện hình như không phải người tốt gì đâu. Không sao, dù sao cũng chẳng gặp được mấy lần. Cái cuối rồi đúng không? Xong rồi, vất vả. Cảm ơn bác. Được rồi. Đi thông thả. Đi rồi à? Đừng làm nữa. Rửa tay thay quần áo. Con dẫn mẹ ra ngoài ăn cơm. Về rồi dọn dẹp xong thôi. Ăn cơm gì chứ? Mẹ nói con nghe. Bây giờ chuyển nhà cũng chuyển rồi. Chuyện thôi giao cũng chấm dứt. Con và Hạ Bạch Lộ khi nào mới đi lĩnh chứng?